Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có được những giây phút trải nghiệm thú vị với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chân dung người tình đại gia bị đồn là bỏ tiền cho Quý Bình mở công ty. Bạn gái của Quý Bình là một CEO nổi tiếng. Có lẽ vì lý do đó cho nên khi thành lập công ty và công nhận chuyện tình yêu, Quý Bình bị đồn đoán là nhờ bạn gái bỏ vốn Vừa qua thì Quý Bình đã cho ra mắt công ty riêng. Tại sự kiện này khi trả lời phỏng vấn truyền thông, nam diễn viên bất ngờ thừa nhận là mình đang quen bạn gái. Đồng thời cho biết là đã dẫn về ra mắt bố mẹ và cả hai bên đều vô cùng ưng thuận. Việc Quý Bình có người mới được chính người trong cuộc tiết lộ trên trang cá nhân khi que ảnh đang nắm tay một ai đó. Đến đầu năm nay thì Quý Bình được cho là đã bí mật đính hôn với bạn gái và sắp tổ chức đám cưới. Nguyên nhân xuất phát từ việc là nam diễn viên đang tải bức ảnh nắm tay tình cảm với một người phụ nữ cùng với một chiếc nhẫn trên ngón áp út. Tuy nhiên thì trong lúc đó nam diễn viên không tiết lộ nhiều. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng mọi việc còn quá sớm để chia sẻ lúc này. Hiện tại tôi vẫn tiếp tục công việc quay phim chạy sau mỗi ngày. Tôi muốn đợi một thời gian nữa khi mọi thứ thực sự ổn định sẽ chủ động thông báo. Để rồi sau đó với những hình ảnh được chia sẻ thì cộng đồng mạng đã truy lùng ra danh tính của người mới quen 2 năm của Quý Bình. Đó là một nữ doanh nhân hiện tại đang giữ chức vụ là tổng giám đốc một công ty bất động sản. Đặc biệt là cô cũng cùng quê hóc môn với Quý Bình. Quý Bình tham dự rất nhiều sự kiện của công ty bạn gái. Cả hai không ngại công khai nắm tay thanh mặt giữa nơi đông người. Quý Bình và người mới còn thi thoảng song ca tại các sự kiện. Khi mà Quý Bình ra mắt công ty thì chính bạn gái cũng là người đã lui về hậu trường điều phối tổ chức chương trình để được thành công tốt đẹp. Với sự giàu có, giỏi giang, bạn gái được cho là người đã bỏ vốn để cho Quý Bình mở công ty. Tuy nhiên thì nam diễn viên đã lên tiếng phản bác và cho rằng từ mở công ty bằng vốn tích góp sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật của mình Quý Bình cho biết là cô ấy luôn ủng hộ về tinh thần, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh Là một cố vấn đắc lực và vô cùng quan trọng với tôi Còn về tài chính thì tôi hoàn toàn độc lập nhờ tích góp nhiều năm hoạt động nghệ thuật của mình Tôi quan niệm là mình là đàn ông vẫn nên là trụ cột Sáng lập điều gì thì điều tiên quyết là người quyết định phải là mình Việc lãng sanh kinh doanh của nam nghệ sĩ nhằm mục đích thỏa mãn nguyện vọng trở thành một nghệ sĩ doanh nhân mà anh đã ấp ủ từ lâu nay. Quý Bình dành trọn tâm huyết và làm bằng sự chuẩn bị học hỏi chứ không phải là chạy theo phong trào. Bố mẹ Quý Bình rất là vui mừng khi thấy con trai kinh doanh và đã có bạn gái. Vì ngày trước khi gia đình phản đối kịch liệt việc anh vào showbiz lo lắng là môi trường thị phi không ai giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hiện tại thì Quý Bình vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì cho rằng việc gắn bó trăm năm phụ thuộc vào chữ duyên. Vì vậy anh cũng hạn chế tiết lộ danh tính của bạn gái bởi vì không muốn ảnh hưởng tới cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin trên hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ chúng ta có thể nhấn tiếp vào đây xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.